Ok, xin chào anh em nha. Nay giới thiệu với anh em Z-Ngàn cuối 22 nha anh em, mẫu cũ nha. Bản ABS. Xe cực kỳ đẹp luôn anh em ạ. Đi một vòng quanh chắc anh em cũng định hình được cái hình dáng của nó rồi ha. Biển số siêu đẹp luôn. Xin chào bà con đã quay trở lại với kênh của xe máy Huy. Dành cho anh em nào mà thích sưu tầm số đẹp nha. Không 123. Xe nguyên zin, chưa đâm đụng gì hết. Đang rửa thì lôi ra làm clip cho anh em coi. Chưa có rửa xong nha. Đây, coi nước sơn này. Kỳ đẹp, không có chảy xước nha anh em. ABS đây. Mọi chức năng hoạt động bình thường nha anh em, chưa có báo lỗi gì hết. Mấy hôm nay về nhiều Z-Ngàn quá. Lại bán được nó đâm ra là nhập nhiều xe mới về cho anh em lựa chọn nha. Bản thừa cũng có luôn. 175 triệu. Còn đây là bản ABS nha anh em. Màu cam đen chắc chắn luôn. Anh em nào tín đồ Z1000 thì đừng nên bỏ qua bài viết này. Nhìn xe không? 00123 tiến. Bô thì đi bô zin móc nha anh em. Đây bô zin đây. Móc bỏ bầu anh em ạ. Móc bỏ bầu nha. Đó, bầu dưới đã được tháo ra. ABS sau. Ốc tá này anh em nhìn thấy không? Cực kỳ ok luôn. Nốt sau vẫn còn mới thay. Sườn này không chảy nha. Lốc máy này ok chưa? Máy móc thì anh em yên tâm nha, nguyên zin. Nếu mà anh em nào mà nói chung là cũng biết một chút về xe á, thì nhìn cái này là biết nha. Tăng cam còn chưa mở luôn em ạ. Chưa mở tăng cam thì không có lý do gì để mà rớt đầu hết. Máy móc nguyên zin, nguyên chỉnh. Máy cực kỳ êm luôn nha, chứ không phải là không rớt mà máy kêu đâu. Máy không đụng chạm gì hết và còn êm nữa nha anh em. Ra ngoài thì 9 trên 10 so với xe mới. Máy móc cực kỳ êm du. Để lỗ máy cho anh em nghe nha. Có đô này 20.759 km. Có chức năng hoạt động bình thường anh em, chưa có lỗi gì cả. Cho anh em nghe máy này. Đây là tiếng máy nha anh em. Cho anh em nghe tiếng máy cực kỳ phê luôn. Hạ cục máy nha.
Rồi ok. Thì cái này là clip quay bán xe nha anh em, không phải là quay review nha. Nên là anh em đừng có lầm tưởng qua review xe nha. Đây là mình quay bán, mình sẽ quay cho anh em tất cả những chi tiết của con xe. Thì hiện tại cửa hàng đang bán 589 triệu Z1000 cuối 2012, ABS trước sau, thì máy móc nguyên zin. Đằng ngoài thì 9 trên 10 xe mới, máy móc thì nguyên zin, chưa đụng chạm, êm ru, không ra khói, không nhớt nhào nha anh em. Thì anh em thích thử này thì alo cho mình 0974847553. Địa chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Gia Bình Dương nha anh em. Anh em nào thấy hay thì cho mình một like và đăng ký kênh nha. Hoặc là muốn làm những xe gì cứ mạnh dạn comment bên dưới nha, mình làm cho anh em coi. Ok, tạm biệt anh em nha.